Dù đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn là một trong 8 dự án sang Mỹ dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế, nhưng một học sinh ở Nghệ An lại bị từ chối cấp visa. Đó là trường hợp của Mai Nhật Anh, học sinh lớp 12A3 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Nhật Anh là một trong hai tác giả của dự án hệ thống trưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển, đạt giải nhất, được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn đi dự thi tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, qua hai lần phỏng vấn visa, chỉ có Phùng Văn Long và hai quan sát viên của đoàn Nghệ An được Đại sứ quán Mỹ cấp visa. Các thành viên còn lại, trong đó có Mai Nhật Anh và thầy giáo hướng dẫn, bị từ chối. Vì tinh thần sẵn sàng hết mức để chuẩn bị có thể đi thi thôi. Mà phỏng vấn hai lần trật này là em có một chút hơi lo lắng ạ. Hơi lo lắng và cảm giác như là mình sợ như đề tài của mình sẽ không thể sang bên kia để đo sức về các quốc gia khác ấy. Mong các cơ quan chức năng và các những người có thẩm quyền cao thì có thể quan tâm và giúp đỡ em để có thể đạt được tấm visa để sang Mỹ. Đáng nói là Bộ Giáo dục Đào tạo đã đăng ký với ban tổ chức cuộc thi dự án có hai tác giả. Do vậy, việc chỉ có một tác giả tham dự sẽ là vi phạm quy chế cuộc thi và khả năng bị hủy đề tài là rất cao. Trước đó, vào năm 2017, Phạm Huy, học sinh trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, tác giả dự án cánh tay robot cho người khuyết tật, được chọn dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế, cũng từng bị từ chối cấp visa. Tuy nhiên, sau đó với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, Phạm Huy đã được cấp visa sang Mỹ, kịp dự thi và xuất sắc giành giải ba.